Rồi, ngầu vai đạn các bạn ơi. Xin chào tất cả các bạn. Chúc mừng các bạn, đó chính là bộ trang phục hoàn toàn mới dành cho vị tướng Ryoma sẽ được ra mắt trong khoảng thời gian sắp tới nha. Đây cũng được gọi là bản gốc của Ryoma luôn. Hiện tại mình đang lạc trôi qua tựa game Vương Giả Vinh Diệu để có thể review cho tất cả các bạn bộ trang phục này. Bộ trang phục này sẽ được chuyển giao về bên Liên Quân và vị tướng Ryoma chúng ta sẽ đón nhận cái bộ trang phục này một phong cách đậm chất Nhật Bản nha mọi người. Đậm chất Nhật Bản luôn. Ryoma, uầy, ba kiếm nha mọi người nhá. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ba kiếm, sở hữu phát ba kiếm, trang phục mới quá xịn và còn nhắm mắt luôn các bạn. Mình không thấy đôi mắt của cái trang phục này mở ra. Khung cảnh các bạn nhìn thấy kiểu giống kiểu mùa thu ấy, có lá vàng rơi. Đấy. Đây chắc chắn là bộ trang phục đậm chất Nhật Bản rồi. Bên dưới là một cái cánh đồng lúa nha mọi người nhá, giống kiểu lúa mạch ấy, nhưng mà mình cũng không biết chính xác là gì, nhưng mà ngoại hình thì rất là đẹp rồi. Không thể chê vào đâu được, khung cảnh kiểu bình yên quá các bạn ạ, giống kiểu khung cảnh thì chúng ta đi chữa lành đấy. Ok, đây là ngoại hình của bộ trang phục mới. Bộ trang phục sẽ được chuyển giao về giọi dành cho vị tướng Ryoma mình review sớm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng vào và trải nghiệm cho các bạn đến từ bộ trang phục này nha mọi người nhá. Xem hiệu quả năng của nó ra sao. Nào, đây là về hiệu ứng biến về, có luôn. Đấy, chém. Ui. Nice. Có hai dọc chữ các bạn mà mình cũng không thể dịch là gì. Ui. Phát đánh nội tại đẹp vai, chắc chắn bộ trang phục này mình cần lấy múc các bạn ạ. Chốt chứ còn gì nữa, quá đẹp luôn. Ui. Xịn thật. Đá đồng tiền bắt gạo với khả năng cao đây là bộ trang phục bậc SS. Đó. Đấy là về cái chương 1 cho các bạn nha. Ngầu, đẹp. Chiêu 2 là nhất kích tất sát. Thì các bạn ấy cũng chọc về hướng và sẽ tạo ra cái hiệu ứng, đó chính là có những lá rơi. Ấy. Chiêu 3, ui. Chiêu 3 giống kiểu ảo ảnh chảm của Murat Zaman. Nó kiểu nó chém ấy các bạn ạ. Chiêu 3 này. Xẹt. Đẹp thật sự các bạn ạ. Đáng đồng tiền bắt gạo. Mời đẹp. Đây là sở hữu cả 3 kiếm giống kiểu cái gì nhỉ? Giống kiểu gì tướng giống nhân vật gì trong One Piece nhỉ các bạn nhỉ? One Piece ấy. Quên mất rồi. Zoro à? Hình như giống Zoro thì phải. Cầm 3 kiếm luôn, giống Zoro dã man. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng vào và trải nghiệm sức mạnh của vị tướng Ryoma. Ăn mừng khi vị tướng này sắp sửa có một bộ trang phục hoàn toàn mới nha. Các bạn đừng rời clip nha. Một vị tướng cực kỳ mạnh trong Liên Quân, chỉ cần một mắt một tay thôi là có thể gánh được team rồi. Đấy, đây là vị tướng Ryoma trong bộ trang phục Thanh Long Bang Chủ. Và trong cái bộ trang phục này thì Ryoma chấp team địch một mắt chấp một tay. Thế nên mới chốt chứ các bạn ơi. Ngày hôm nay đưa đến cho tất cả các bạn sức mạnh của vị tướng Ryoma kèm theo là ăn mừng khi mà vị tướng này sắp sửa có một bộ trang phục siêu phẩm nha các bạn nhé. Ok, đối với vị tướng này là một vị tướng leo danh cực kỳ mạnh mẽ. Và giai đoạn này là giai đoạn cuối mùa rồi, chỉ còn 1-2 ngày nữa thôi là chúng ta sẽ reset danh và cập nhật phiên bản mới. Các bạn nào chưa lên được mức danh mà các bạn mong muốn thì các bạn có thể tự tin vác vị tướng Ryoma này vào để có thể gánh team nhé. Mục đích chính mình đưa đến cho mọi người sức mạnh của Ryoma để đem đến cho mọi người một cảm hứng để các bạn tự tin vác vị tướng này vào leo danh, bởi vì đây là một vị tướng cực kỳ mạnh. Vera này, lao ra cấu rỉa Vera thôi, chọc cho cái là thối đến tận rốn luôn. Đó, mình cấu rỉa thôi chứ còn mình chưa dồn đam được, căn bản mình chưa lên được level 4. Bao giờ có được chiêu cuối cơ thì lúc đấy mình mới có thể dồn được combo mạnh mẽ nhá.
Quan sát qua người đi rừng trận đấu ngày hôm nay, team địch ấy đó chính là Triệu Vân. Vậy nên giai đoạn đầu game không để cho Triệu Vân lớn được các bạn ạ. Nó mà lớn thì nó pha một cách hết sức bình thường thì kiểu gì thì nó sẽ rất là xanh và Triệu Vân lết game mạnh lắm. Vậy nên mình cũng rất là lo sợ cái điều này. Vậy nên là mình sẽ cần phải sang để xem nào. Triệu Vân đang ăn quái rừng này. Thế này thì tranh thủ làm sao cướp với tốc biến trong tay thôi. Cướp, để vì cướp được thành công và thịt luôn Triệu Vân bốc hơi. Một mạng đầu tiên rồi nha. Bizan đang cay cú, Bizan đuổi mình à? Đuổi làm sao được. Bây giờ quay trở lại nhá. Mình sẽ sử dụng chiêu một lộn qua tường, chọc cho cái thốn, tiếp tục lộn ra. Đó, cái combo cấu rỉa là như vậy. Lộn vào để tiếp cận, chọc cho cái, sau đó lại lộn ra thôi. Ngoài ra thì mình sẽ tận dụng cái nội tại của Ryoma để có thể cấu rỉa được Bizan tốt hơn nha. Cấu rỉa đến từ đòn đánh nội tại, cấu rỉa đến từ chiêu 2, cấu rỉa đến từ chiêu 3. Đó. Trời ơi, Bizan la một phát xuống thôi, toang rồi. Natalia team mình đang cần sự hỗ trợ, mình tới đây bạn ơi, mình tới đây. Mình tới đây hỗ trợ bạn này. Triệu Vân bốc hơi, úi dồi ôi, 1 đổi 2 kìa. Đâu 2 đổi 1. Team địch fit mất 2 mạng mà team mình chỉ bỏ một mình Natalia thôi, như thế này là lãi rồi nha. Có Violet tính ra nó bắn thấm ra vết đấy, nhưng mà ra Violet đầu trận đấu thì cũng chưa được mạnh mẽ đâu. Được cái Ziu ơi, cố lên Ziu ơi. Tuyệt vời quá Ziu ơi, hay quá. Đây này, chơi luôn Toro, trâu thế. Ăn cái gì mà trâu dã man các bạn ạ. Vừa xong mình đánh vào Toro cảm giác không mất máu luôn các bạn, bởi vì nó quá cứng cáp. Trận đấu này mình sẽ cần phải quan tâm đặc biệt đến Vera, quan tâm đến Violet. Đây là hai mục tiêu chủ lực của team địch nhá. Và thật ra trận đấu này team địch late game mạnh lắm, mình cũng không muốn kéo dài trận đấu về late game đâu. Vera late game một combo một mạng này, rồi đến Violet late game bắn rất thốn này, Triệu Vân late game thì cũng một bổ rất là thốn này. Thế nên mình cũng không muốn kéo dài trận đấu này về late game nha các bạn nhá. Đặc biệt là Mizan nó cũng khó chịu. Chọc tiếp, ôi trời ơi. À nháy đèn, ừ được, nháy đèn đi, bạn cứ nháy đèn đi. Cũng ghê gớm, không biết còn ở lại đây hay không, chứ còn mình không thấy Mizan đâu các bạn ạ. Ô, nháy đèn xong về rồi à. Ôi giời, hèn thế không biết được. Tưởng thế nào. Tưởng nháy đèn xong ở lại thủ trụ chứ anh, ở nháy đèn xong biến về thì nói làm cái gì. À chơi luôn Vera này. Chơi luôn Vera, bắt luôn Vera, KS mạng. KS mạng thành công mạng thứ hai. Nói là cái ép mạng thôi chứ còn thật ra thì phát đấy là mình vừa làm mình tự ăn đấy các bạn ạ. Tự làm tự ăn, có Ziu hỗ trợ một chút. Chứ không phải là Ziu làm hết sau đó mình lao ra mình chạm nhẹ cái mình có mạng đâu. Bido dành cho vị tướng Ryoma để trận đấu ngày hôm nay mình lên đồ như sau. Trang bị đầu tiên sẽ là trang bị giày kiên cường nhá. Ngoài ra sẽ là thương Laurinus rồi đến thương khung kiếm, sau đó là thương xuyên phá rồi đến Anthony. Trang bị cuối cùng sẽ là trang bị giáp hồ mạnh. Đây là về Bido này mọi người. Đấy, cái build đồ đến full dam, mình có cái thương không kiếm thì lát nữa mình kích hoạt lên. Căn bản bây giờ mình có cái quả cầu bất tử đến từ phù hiệu mà các bạn ơi. Nào, bắt luôn Triệu Vân. Triệu Vân, lại một lần nữa bạn ấy nằm xuống mất rồi. Triệu Vân phải cho fit mạng thật nhiều giai đoạn đầu trận đấu thì mới không lết được nha. Chứ còn Triệu Vân mà xanh thì nó lết game mạnh lắm. Đó, thôi bây giờ cứ quẩy bừa đây. Đấy, thịt luôn kể cả Vera này. Vera này, này thì Vera tôi chết rồi. Từ từ, Violet ơi nhẹ tay thôi. Ui giời. Sợ quá cơ, Violet vừa xong bắn cho quả chiêu cuối hét sóc luôn. Thế là mình bị chấm dứt sau chuỗi ăn 3 mạng liên tiếp. Trận đấu cực kỳ cân bằng như các bạn nhá. Team ăn 8 và team địch ăn 8 luôn. Không chênh lệch về cái điểm mà gục, quá là cân bằng luôn. Thường thường những trận đấu này mới hay mới hấp dẫn được chứ đúng không. Thế các bạn đừng quên nhớ cho mình xin một nút like và cho mình xin một đăng ký kênh. Bật chuông thông báo mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Sau đây mình thấy là kênh này còn bị tụt đăng ký cơ. Trời ơi, đây. Trước tiên là xử lý Bizan trước này. Chọc Bizan. Tiếp theo là Vera nhá, tới số rồi, double kill, 5 mạng. Tự nhiên kiếm được đôi mạng quá thơm. Sau đây thì kênh YouTube của mình này bị tụt đăng ký. Không biết là do gì, không biết là do bên Google người ta gọi là loại bỏ tài khoản hay sao, hay là như thế nào nữa, không biết nữa. Thế nên các bạn nào mà các bạn mới xem clip của mình thì hy vọng rằng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng cách một nút đăng ký kênh nhá. Và kèm theo bật chuông thông báo, kênh YouTube của mình hiện tại là mất sạch đề xuất rồi. Nói chung là mất sạch đề xuất, không còn đề xuất nữa đâu. Thế nên là bây giờ để mà các bạn xem được clip trên kênh YouTube của mình ấy là một là cái tính năng gọi là duyệt xem của YouTube. Kiểu như các bạn mở YouTube ra là các bạn thấy clip của mình rồi, chứ nó sẽ không đề xuất đến những người mới. Thế nên là nhiều khi ấy, mình làm gì đi chăng nữa, mình đăng clip ở TikTok đi chăng nữa, hoặc là mình like trên TikTok thì các bạn kêu là ồ, mình ở ẩn rồi, mình không đăng clip nữa à. Không phải đâu các bạn ạ, mình vẫn đăng clip đều nha mọi người nhá. Mình vẫn đăng clip đều nhưng các bạn không nhận được thông báo, các bạn không thấy clip của mình hiện lên. Thế nên mọi người lại hiểu nhầm. Đấy, thế nên mọi người bây giờ mọi người nhớ bật chuông thông báo, tắt đi, bật lại chuông thông báo để các bạn nhận được thông báo đến từ kênh của mình. Ok, mình cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Đấy là cách mà các bạn có thể tìm được clip trên kênh YouTube của mình. Ok, mình thấy qua Triệu Vân bắt đầu phê phế rồi đấy. Tại vì đầu trận đấu là bạn này cũng fit khá nhiều.
Mà đặc biệt là mình còn chăm chỉ mình cướp rừng như thế này thì bạn ấy làm gì có tài nguyên để farm đâu. Đó. Tính ra trận đấu này vất vả ra phết, cũng không biết được có thể thắng được hay không. Mà thôi cứ kệ. Mình thật ra là mình chơi Ryoma thì cũng quen rồi các bạn ạ. Còn nếu như các bạn chưa bị thế này các bạn cần phải luyện tập nhá. Chứ không phải là bụp một phát các bạn chơi được luôn đâu. Như bây giờ mình có thể tự tin thì từ Vera với tốc biến là mình sẽ băng trụ luôn. Băng trụ luôn chứ chờ đợi cái gì nữa. Mà thì Vera hy sinh này. Úi giời ơi, mình còn chút máu. Bizan không biết được có kích quạt chung cuối để truy sát mình hay không. Nào Bizan đuổi mình đi. Ôi giời ơi, Bizan mù mắt quá cơ. Bizan vừa xong mở chiêu cuối lên nhưng mà đập mặt vào tường. Chứ thật ra là mình biết ý đồ của bạn ấy là định truy sát mình, nhưng mà cái kết là bạn ấy xử lý hơi tình huống hơi bị lỗi. Thế là mình vẫn sống sót thành công nha mọi người. Lưu ý giúp mình à, ngày xưa Ryoma sử dụng chiêu 1 ấy là chỉ sử dụng được một lần thôi, ngày xưa ấy. Nhưng mà được sửa lại khi mà chiêu 1 cơ động hơn là chúng ta có thể nhảy được 2 lần. Nếu như các bạn gọi là vượt địa hình thì các bạn cũng sẽ vượt được rất là tốt, nhảy 2 lần tiếp cận mục tiêu rất là tốt. Còn chiêu 2 thì từ trước tới nay vẫn như thế các bạn ạ. Cái chọc của nó thì nhiều khi các bạn thắc mắc, các bạn mới học chơi các bạn chọc chiêu 2 các bạn bảo ô chọc xong nhìn thấy mình làm clip mình chọc choáng được. Lắm khi ui gì ấy, úp sọt tôi hả? Đông dữ vậy. Ui giời tưởng thế nào, may quá mình vẫn sống được. Sợ quá cơ này. Vào đây giỏi mà húp này, vào đây. Toro không dám vào luôn, tầm này thì mình cũng không về các bạn ạ. Tầm này nói chung là mình đứng đây mình gọi là thả thính thôi, chứ còn mình cũng không muốn về. Cố gắng làm sao dựa vào Toro để kích hoạt chiêu cuối cấu rỉa máu nhá. Hút máu. Đó, mình cũng hút được kha khá rồi. Ôi nhầm Violet, ui ôi Violet bắn thốn đây. Thôi tạm thời mình không tham gia giao tranh đâu. Mình tranh thủ làm sao ra đường giữa mình đẩy lính đi. Khi mà tiên địch đang tập trung ở đường giữa rồi thì mình sẽ tập trung đẩy lính ép trụ. Đấy, đây là cách chơi hiệu quả nhất. Mặc dù mình còn chút máu mình vẫn tận dụng cơ hội để mình có thể ép được trụ nhá. Ok. Ngoài ra cướp luôn bùa xanh. Ui giời ơi, Triệu Vân mà không có bùa xanh thì phế luôn. Việc nhẹ lương cao, một công đôi việc, có cả trụ, có cả bùa và tiếp tục ép tiếp nhà. Tiên địch là chưa có ai ra thủ các bạn ạ. Chưa có ai ra thủ, chưa có một ai ra thủ luôn. À Vera, Vera. Ui giời, sợ quá cơ. Vera đầu tư tốc biến nhanh dữ ấy. Và đấy tính là combo thẳng mặt mình đầu tư tốc biến lên nhưng mà hơi bị chậm tay. Đấy chiêu 2 của vị tướng Ryoma thì để mà chọc được làm choáng và gây sát thương thì các bạn cần phải giữ một cái khoảng cách vừa đủ và chọc chiêu 2 làm sao cái mũi gọi là cái mũi của chiêu 2 ấy, mũi kiếm ấy nó chọc được chúng thì các bạn sẽ làm choáng được, chứ còn các bạn đứng sát các bạn chọc chiêu 2 các bạn chỉ gây sát thương được thôi, không làm choáng được đâu nha. Đấy thế là chơi vị tướng Ryoma là cần phải căn như thế. Ôi lộ mất rồi, Toro nó biết mình trong bụi ạ. Còn chiêu 3 là loạn chảm. Thì cái chiêu 3 này trông thế thôi, kích quạt chiêu 3 là các bạn chém ra cả nghìn phát đấy các bạn ạ. Chém ra cả nghìn phát, chọc ra cả nghìn phát đấy. Giống như kiểu là vô tận tên của Zone. Zone là mỗi phát bắn nội tại vô tận tên là bắn cả nghìn mũi tên. Còn Ryoma loạn chảm thì mỗi lần kích quạt chiêu cuối là chọc cả nghìn phát phát chọc. Trông thế thôi đấy các bạn ơi, chọc được rất là nhiều nha. Đấy, phải công nhận đây là mình đang gọi là chấp tinh địch một mắt một tay. Che hẳn một mắt, che hẳn một tay, che hẳn một mắt rồi cất hẳn một tay đi rồi đấy. Căn bản cái bộ trang phục này thì che hẳn một mắt luôn. Nào, mục tiêu của mình là Violet nha. Cứ phải tóm được Violet. Violet nè, Violet mất tốc biến. Xử lý được Violet rồi thì bây giờ mình sẽ xử lý mục tiêu khác. Ví dụ như là Vera chẳng hạn. Vera này, úi xồi ôi. Vera còn chút máu chạy về mất rồi. Thật ra thì team địch nào có tốc biến thì mình khó bắt lắm. Đấy, lại thêm cả cái ông Bizan này làm cái gì vậy? Có giết được người ta đâu? Đấy, có giết được đâu? Có làm màu cơ. Ôi, thử trộm vật đối với em sai rồi anh ơi. Thôi. Vừa mới chê cái thằng Bizan làm màu sao mà anh ngờ mình lộ một cái mình nhìn thấy Triệu Vân luôn. Chứ mà nếu như mình nhìn thấy Triệu Vân sớm hơn là mình cũng không có dám mà gọi là xử lý như thế đâu các bạn ạ. Chết sư mất 2 mạng rồi. Chắc chắn là trong giao tranh mình sẽ quan tâm đến Violet và quan tâm đến Vera nha. Đây là hai mục tiêu chủ lực lúc nào cần phải ngắm tới. Chứ không để Violet nó giữ vị trí nó bắn nát toang đội hình team mình luôn, kể cả Vera dồn combo. Đây là mình không có lên gọi là một chút gọi là kháng phép đâu các bạn ạ. Nào, bây giờ đi rình mò. Đấy, chơi theo phong cách núp lùm thần trưởng. Đây là Violet đây rồi. Violet này bốc hơi chứ còn gì nữa. Đấy, phải tóm được chủ lực team địch như vậy nhá. Tranh thủ làm tóm cho còn Toro trâu quá. Cướp luôn cái con bùa đỏ đi. Nhìn thấy ngứa mắt ghê. Tranh thủ là cướp luôn. Triệu Vân tính ra trận đấu năm nay không được quá nhiều bùa nữa nha mọi người nha. Hết bùa xanh đến bùa đỏ thì mình cướp. Đặc biệt là mình cũng cướp khá nhiều. Đây là phải chơi theo trò cướp bóc để cho Triệu Vân không lớn nổi.
chứ còn để cho nó farm hết sức bình thường, kiểu farm một cái gọi là cái cuộc sống nó an nhàn và không có gì gọi là biến cố dành cho Triệu Vân thì lát nữa nó xanh nó khỏe lắm các bạn. Phải tạo ra biến cố cho Triệu Vân thì nó mới phế được. Đây là cách khắc chế Triệu Vân nha. Ăn nhanh con rồng này thôi. Ok, vậy là team mình có rồng rồi. Trời ơi, Toro, ui trời, khổ báo quá. Thường thường đỡ đòn team mình luôn luôn lao về trước mà. Còn xạ thủ đằng sau. Thôi thì cứ bắt tạm Toro, thì tạm Toro, Toro hy sinh rồi. Team mình đã mất đi một cái khiên chắn rồi các bạn ạ. Toro không khác gì là một lá chắn đỡ phát. Hãy để Vera. Vera, ui giời, Vera mất tốc biến rồi nha. Bây giờ làm sao tóm được vào Violet này, chọc cho cái. Violet đi đâu, tốc biến lên dí luôn Violet chứ còn chạy làm sao được. Bạn ơi, trời ơi, 10 mạng rồi. Lúc nào phải nhăm nhe tới Violet. Tính ra trận đấu này, để mà thắng được khả năng cao thì mình phải ăn cái con Caesar bạo chúa mất thôi. Chứ còn tầm này, cứ ăn được mạng rồi lại bỏ mạng, rất là khó để có thể ép được trụ nhá, cực kỳ khó ép trụ các bạn ạ. Steelwork team mình đến cuối game thì có vẻ hơi yếu rồi. Bạn ấy chỉ giỏi trong việc là dồn combo bắt lẻ thôi, chứ còn combat thì Steelwork cảm giác hơi yếu nha. Đam chủ yếu đến từ Rio 3 là chiêu 2 các bạn ạ. Trông thấy ôi chiêu 2 chọc thốn lắm. Còn chiêu 3 thì cũng giúp cho Rio 3 hồi phục được tốt. Ấy, Triệu Vân là của nó cũng sắp sửa full cấp độ rồi ấy. Mình là mình sẽ lên full cấp độ trước, bởi vì mình farm nhiều, mình ăn nhiều mà các bạn. Đây, Vera đây rồi, mà chưa thấy Violet đâu. Bây giờ mà Violet đi qua đây phải thơm không cơ chứ. Ôi giời, bò Toro bắt đầu đi trách bụi rồi ấy. Thôi ôi, từ từ, đây rồi, Violet đây rồi. Violet vào tầm ngắm nha. Nhưng mà team địch không dám lên quá cao các bạn ạ. Có dám lên cao đâu. Đánh bây giờ đi chung với nhau hết rồi, không có đi lẻ nữa. Không có đi lẻ thì mình có thể bắt lẻ được các bạn ạ. Phải đi lẻ cơ. Team mình tính ra thì cũng chả có ai có thể trách được bụi. À có thên, sorry mọi người nha. Có thên, quên mất, nhầm. Có thên, team mình có thên đấy. Ôi trời ơi. Lùa team địch giao tranh chỗ lạnh được. Combat góc này cũng được. Combat góc này cũng được. Rồi, bắt lẻ được một người rồi. Ôi trời, hay quá, Vera cũng hy sinh rồi. Nào, mình chưa thấy bóng dáng của Violet đâu các bạn ạ. Thôi thì quất tạm Triệu Vân. Triệu Vân, trời ơi. À kia rồi, Violet này rồi. Mỗi tội bây giờ Violet nó bắn. Ui, mình chọc xịt một cái là nó lao là bắn mình luôn ạ. Không sao nhá, tận dụng cơ hội. Hay quá Thên ơi, thì Violet tới số luôn. Trời ơi, quá tuyệt vời với pha xử lý của Thên các bạn ơi. Bây giờ thì Triệu Vân chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Chạy lên núi hiện nào, mình tàu tư tốc biến băng trụ luôn. Chứ còn chạy làm sao được. Đó, ui trụ bắn, ui rồi, thôi xong rồi. Không sao, một mình hy sinh nhân tin địch mất 4 người. Tạo điều kiện, team mình hiện tại là cũng đã có được Caesar thành công nha các bạn nhá. Hiện tại là team mình cũng đã có Caesar thành công rồi. Caesar này là Caesar bạo chúa. Đấy, và team địch các bạn nhìn qua đứng giữa kể còn đúng một cái trụ gọi là nó không còn chút chấm máu nào luôn. Thế này thì dấu chấm hết dành cho team địch rồi, nhưng mà nói vậy là hơi gáy hơi sớm. Gáy hơi sớm nha. Kiểu gì vẫn phải combat phát nữa các bạn ạ. Không ít thì nhiều cũng cần phải combat phát nữa, nhưng mà trước tiên mình cứ đẩy lính cái đã. Phải tạo sức ép ba đường, cứ phải đẩy lính, team mình lười ấy, đáng ra phải lên đường trên, team mình phải có người lên đường trên đẩy lính kia kìa. Thiếu người, ôi rồi lại combat, ôi rồi lại đánh nhau sức đầu mẻ chán. Ôi rồi. Ôi em tới rồi đây, này, chờ mình. Mình tới mình vét hết. Nào, Violet này, một bé hy sinh. Bây giờ chạy đi, tìm được chạy đi. À, Mizan trâu ấy, trâu đánh lâu cũng chết mà thôi, vả thẳng mặt đi chứ. Mạng thứ 13, không sao, bây giờ mình bán giáp hộ mệnh lên cái trang bị liềm là hợp lý rồi. Team địch hiện tại là mất 4 người rồi, còn một mình Toro thủ nhà. Ôi trời ơi, đây là vẻ mặt gọi là bất lực của bò. Bò làm cái gì vậy bò ơi, bò cố gắng xá sổ lính à, châu á man các bạn ạ. À. Đi chăn bò, cầm cái roi thật to, bò không đi ta lấy cái roi ta quật đít bò, bò đứng dậy bò đi ngay. Mình bị bò Toro này 14 mạng. Clip của mình đến đây là kết thúc rồi, rất là cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý giá để theo dõi clip của mình nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye mọi người, bye bye.